Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay nhân cuối tuần mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn cho các bạn, hướng dẫn chi tiết từ A đến Z để chúng ta có thể là tham gia đầu tư vào cái kênh hàng hóa phái sinh. Thực ra thì mình cũng có khá nhiều khoảng 10 cái video clip ha, 10 cái hơn 10 cái gì đó chia sẻ tất tật về cái việc đầu tư này. Tuy nhiên nhưng mà đôi khi chúng ta còn chưa hình dung hết. Rất nhiều bạn thì muốn tham gia nhưng mà chưa hình dung hết và chưa hiểu hết là thực sự là nó như thế nào. Và để tham gia thì làm sao? Rồi đôi khi chúng ta chỉ xem được một hai hoặc là một vài cái clip trong đó thôi, mà đôi khi chúng ta cũng một phần là không xem hết hoặc một phần là chỉ xem được có một hai cái, rồi sau đó chúng ta nhắn tin để chúng ta gọi điện chúng ta hỏi là làm như thế nào để đầu tư được đó, thì rồi đầu tư có rủi ro gì hay không, vân vân, rất nhiều thứ ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết luôn để làm sao đó từ một người mới nhất mà chúng ta có thể hình dung ra chúng ta có thể là tham gia đầu tư được, để sau này chúng ta đỡ phải hỏi và chúng ta phải tự tìm tòi. Nói chung là cái gì cũng vậy, chúng ta phải tự tìm tòi, chúng ta tự học hỏi để chúng ta có thể tham gia đầu tư được, để tránh phụ thuộc vào bất kỳ một ai hết ha. Thì chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Những bạn nào lần đầu tiên theo dõi video của mình thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Khi đăng ký thì các bạn click vào chuông bên cạnh để mỗi lần mình up video thì nó tự động gửi email cho các bạn. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Cái kênh của mình trước thì nó chỉ chủ yếu là chia sẻ về chứng khoán, hiện tại thì mình có làm thêm cái kênh chia sẻ về hàng hóa phái sinh. Bởi vì thực tế thì đây là một cái kênh đầu tư khá là mới. Ở thị trường Việt Nam thì nó được khoảng hơn một năm một chút xíu thôi à, nhưng mà thực tế thì chúng ta mới tham gia gần đây, nó mới sôi động thôi đó. Và đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và rất là mới à, thì mình cũng đã có nhiều video clip chia sẻ rồi đó. Thì hôm nay mình hướng dẫn lại lần nữa, chắc là sẽ không ra thêm clip về cái vấn đề này nữa, để cho ai quan tâm à, ai chúng ta xem cái clip này và xem một số các clip khác nữa là chúng ta có thể tự đầu tư được ha, tự đầu tư, tự tham gia đầu tư một cách hiệu quả nhất. Đó, thì mình chia sẻ như vậy à, thực ra thì mấy hôm nay mình cũng đang bị bệnh ha, đang bị bệnh cho nên là cái giọng nó hơi khác một chút xíu ha, các bạn thông cảm. Rồi để mà mình có chuẩn bị một cái trang PowerPoint ha, để chiếu cái này à, và chia sẻ tất tật đây các loại link rồi các cái cách thức mà hình dung như thế nào. Mình sẽ đính kèm cái link của cái PowerPoint này ở phía dưới video, các bạn có thể tải về ha, chúng ta sẽ theo dõi, bạn xem lại lần nữa cho chi tiết. Nhiều khi mình làm clip thì mình giải thích ở đây để cho mọi người hiểu thêm, còn chi tiết rồi từng cái đường link cụ thể thì chúng ta có thể là quan tâm thì chúng ta vào dưới phía dưới video sẽ có cái đường link chúng ta tải về. À, đầu tiên thì để mà tìm hiểu, để mà tham gia vào bất kỳ một cái thị trường nào thì chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ về cái lĩnh vực đó, tức là chúng ta đầu tư về bất kỳ lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ. Thì với thị trường hàng hóa phái sinh cũng vậy à, các bạn chịu khó tìm hiểu kỹ về cái thị trường này, ví dụ như là về yếu tố pháp lý, về thời gian hoạt động, về giao dịch, về thuế phí, về cách vận hành, vân vân đó, thì chúng ta phải theo dõi để chúng ta có thể xem được à, và chúng ta hiểu được nó như thế nào à, cái quan trọng nhất là cái yếu tố pháp lý. Thì cái pháp lý của nó thì thực tế là ở Việt Nam thì chỉ có Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và được Bộ Công Thương cấp phép cho để mà mua bán các loại hàng hóa phái sinh thôi à, còn các cái sàn quốc tế mà nó hay mời chào các bạn ấy, là nó là nói thẳng là giống như cái sàn Forex này kia đó à, thì nó hoạt động là không được phép ở Việt Nam đâu à, nó sử dụng các cái phần mềm mô phỏng khác thôi chứ thực tế là không có thực à, ở Việt Nam chỉ có Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đó, thì là về pháp lý là như vậy rõ ràng rồi đó. Thời gian hoạt động, giao dịch, thuế phí, các vận hành thì các bạn có thể vào website để xem ha. Đây cái website là www.mxv.com.vn, đây là website của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. À, cái website tiếp theo là website đầu tư hàng hóa.vn, đây là website của công ty Gia Cát Lợi và là công ty mà chúng ta đang tham gia đầu tư trước giờ. Đây là công ty nó cũng là thành viên môi giới của Sở Giao dịch ha. Ở Sở Giao dịch Hàng hóa thì hiện tại có khoảng 9-10 thành viên môi giới gì đó, tức là công ty về môi giới. Thì đầu công ty Gia Cát Lợi là công ty lớn nhất trong đó ha, và cái khối lượng khách hàng rồi này kia, cái hoạt động của Gia Cát Lợi là tốt nhất ha, cho nên là tôi chọn tham gia đầu tư theo Gia Cát Lợi và các bạn cũng đang tham gia theo đó. Còn một số các công ty khác thì nó chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và nó là công ty khá là bé cho nên là chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều. Ở đây nó có một cái đường link YouTube ha. Cái link YouTube này là cái kênh của tôi. Ở trong này có cái phần danh sách phát những cái video clip tôi chia sẻ về cái kênh hàng hóa, đầu tư hàng hóa phái sinh này. Bạn nào quan tâm thì click vào đây để xem lại khoảng 8 đến 10 cái video clip đó. Tiếp theo là cái nhóm Face để chúng ta có thể là trao đổi. Thật ra là cái nhóm này là nhóm Facebook ha. Thì ở trên này thì tôi sẽ đưa những cái tin tức để cho mọi người cùng tham gia bình luận, cùng chia sẻ, rồi chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau à, thực tế là như vậy. Còn đôi khi nếu mà Facebook nó hoạt động sai mục tiêu là tôi sẽ xóa Face đi à, không trao đổi nữa. Thì các bạn lưu ý, các bạn nào muốn tham gia tìm hiểu về cái thị trường này thì chúng ta vào đây à, mà khi chúng ta vào thì chúng ta cũng tránh đi một số thứ, lát nữa tôi sẽ lưu ý về vấn đề này. Thì đó là cái việc đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ à, tìm hiểu về cái gì tất tật vào đây xem có đầy đủ hết. À, cái bước thứ hai, bước đầu tiên là phải tìm hiểu cho rõ rồi, phải tìm hiểu rõ rồi bắt đầu mới tham gia đúng không? Mà muốn tham gia thì làm gì? Đăng ký tài khoản giao dịch, tải phần mềm về máy. À. Thì để đăng ký tài khoản thì các bạn đăng ký tại cái đường link này, à, các bạn click vào đây.
Đó, link vào đây thì nó sẽ ra một cái trang mở tài khoản, các bạn điền đầy đủ thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, vân vân, đầy đủ theo cái yêu cầu của nó yêu cầu. Đó, và ở cái chỗ ID thì các bạn điền cái ID hỗ trợ của mình là 00352. À, các bạn lưu ý này, chỗ này phải điền cái ID này nhá. Có nhiều bạn chỗ này không điền cái ID mà lại điền số điện thoại, điền số nhà, điền linh tinh vào trong này, mà trong khi mình đã nói rất rõ là điền số số 00352 vô. Đó, mà các bạn điền lung tung vào đấy thì nó đi chỗ khác luôn. À, rồi sau này lúc mà bảo chuyển rồi đổi rồi lung tung rất là mệt, rất là mất thời gian của các bạn. Đó, và các bạn chụp hình chứng minh nhân dân hai mặt, hoặc là thẻ căn cước công dân, hoặc là passport gì đó hai mặt các bạn up lên. Đó, sau đó bạn nhấn gửi thông tin. Sau khi bạn nhấn gửi thông tin thì các bạn chờ email phản hồi của sở. Ha, email phản hồi của sở. Rồi để mà trong khi chờ đợi thì chúng ta tải cái phần mềm giao dịch. À, tải phần mềm giao dịch thì cái link tải ở đây. À, các bạn click vào đây, các bạn tải phần mềm giao dịch về. Các bạn cài đặt phần mềm ha, cài đặt phần mềm, lát nữa tôi sẽ chia sẻ là cái hướng dẫn chi tiết để tải phần mềm và cài đặt phần mềm như thế nào. Ở đây này chúng ta thấy này, đây này, nếu bạn nào lần đầu tiên tải phần mềm rồi cài phần mềm như thế nào không biết thì chúng ta xem cái video clip này ha. Ở đây nó là cái mục phần thứ ba là nhận tài khoản, mật khẩu và tiến hành giao dịch. Tức là sau khi các bạn đăng ký tài khoản ở đây này, các bạn gửi thông tin đi thì trong vòng khoảng 24 giờ thì các bạn sẽ nhận được một cái email của bộ phận hỗ trợ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ha. Email nó có tên là của Support Support MXV ha, gửi về thì trong đó nó có tài khoản và có mật khẩu. Đó thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào cái phần mềm này. Chứ đừng có nhiều bạn là gần đây tôi phải xử lý rất nhiều cái vấn đề là các bạn nói là cứ anh ơi sao tài khoản cấp cho em đăng nhập không được, mật khẩu em đăng nhập không được. Tôi phải reset lại mật khẩu cho các bạn rất nhiều lần, nhưng mà cuối cùng mới phát hiện ra là các bạn cứ lên website của công ty Gia Cát Lợi này các bạn đăng nhập nó không được, chứ các bạn không chịu tải cái phần mềm này về. Đó, nhắc lại lần, nhắc nhớ lần cuối ha, chúng ta nhớ là tải cái phần mềm này về, là cái mật khẩu và cái ID này nó đưa cho chúng ta để đăng nhập vào phần mềm này. Còn chúng ta muốn đăng nhập vào cái trang đầu tư hàng hóa, trang công ty Gia Cát Lợi, chúng ta phải đăng ký trên trang của nó ha, chỉ để là rút tiền thôi chứ chẳng làm gì cả. Đó thì các bạn nhớ ha, tải phần mềm về, nó gửi ID và mật khẩu qua thì tiến hành đăng nhập đổi mật khẩu là có thể giao dịch rồi. Đó thì chi tiết như thế nào chúng ta xem cái video clip này, các bạn click vào đường link này thì chúng ta sẽ thấy là cái clip hướng dẫn cho chúng ta một cách chi tiết. Rồi thì sau khi mà chúng ta mở tài khoản thì chúng ta có thể giao dịch được rồi ha, nhưng mà sau trong đầu song song với đó thì chúng ta phải hoàn tất các cái thủ tục mở tài khoản ha. Thì mở tài khoản hoàn tất thủ tục thêm một cái bước nữa thôi, đó là chúng ta tải về các cái hợp đồng. À, nó có ba cái loại hợp đồng, ba cái loại giấy tờ mà chúng ta cần tải về. Các bạn có thể là bạn nào ở gần công ty Gia Cát Lợi ấy, ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đến trực tiếp công ty để các bạn yêu cầu họ in cho các bạn ký thôi cũng được. Hoặc là các bạn ở xa thì các bạn lên web đây, lên cái đường link này, các bạn vào đường link này các bạn tải về. Tải về thì có ba cái loại hợp đồng á, thì các bạn in ra. Nó có ba loại giấy tờ, các bạn in ra mỗi thứ hai bản, các bạn điền đầy đủ thông tin của cái bên bên B là bên của mình á. Vào sau đó các bạn ký và các bạn gửi lại, chuyển phát nhanh hay là gửi bưu điện gì đó lại công ty theo cái địa chỉ của bên A 95 Nguyễn Công Trứ gì gì đó. Theo cái hợp đồng ha, thì các bạn click vào đây các bạn tải về. Như vậy nữa thì khi các bạn ký hai bản như thế này, mỗi cái hai bản các bạn gửi về thì công ty sẽ ký và đóng dấu lại hai cái bản đó, sau đó họ giữ một bản và gửi lại cho các bạn một bản theo cái địa chỉ mà các bạn gửi đến. À, cái đó là chúng ta sẽ hoàn tất về cái thủ tục mở tài khoản. Rồi chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền và tiến hành giao dịch. Thì để nạp tiền vào tài khoản á, thì cũng đơn giản thôi. Các bạn đây nó có cái đường link này rồi, các bạn click vào đây xem hướng dẫn chi tiết về vấn đề về nạp tiền như thế nào. À, thì các bạn lưu ý là cái vấn đề về nạp tiền đó, chúng ta nhớ là điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn nha, nói rất rõ về cái hướng dẫn rồi. Nhiều bạn cũng xem hướng dẫn rồi nhưng mà vẫn sai, lúc thì thiếu nhập số tài khoản, lúc thì thiếu nhập tên, lúc thì tên của mình mà tài khoản của người khác, lúc thì tài khoản của công ty nhưng mà lại tên, nói chung là rất nhiều cái thứ linh tinh trong đó mà chúng ta hay gọi là, nói chung là hướng dẫn mà các bạn xem cũng xem không kỹ nữa. Nói thật liên quan đến vấn đề về nạp rút tiền thôi, cái vấn đề về tiền bạc mà đôi khi chúng ta cũng rất hời hợt. À, thì tôi nghĩ những bạn đó thì không nên tham gia, tôi nói thật. À, cái vấn đề về nạp tiền thôi, ghi cái tên của mình và cái số tài khoản giao dịch của mình mà cũng không ghi được nữa thì cũng không biết phải làm gì nữa. Đó rồi khi mà để nạp tiền như vậy ha, rồi vấn đề về rút tiền thì khi các bạn đầu tư có lãi hoặc khi các bạn nạp vào rồi mà các bạn không muốn tham gia nữa thì chúng ta có thể tiến hành rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái tên chủ tài khoản của ngân hàng á, ngân hàng gì cũng được, tùy các bạn. Cái vấn đề các bạn nạp tiền vào nhá, nạp tiền vào thì nạp ở đâu vào cũng được, cứ vào đúng số tài khoản và đúng tên tài khoản của các bạn thì các bạn nạp từ bất kỳ ngân hàng nào nó cũng đều vào hết. À, nạp vào tài khoản của công ty Gia Cát Lợi ạ. Còn khi các bạn rút tiền thì nó có một cái ngặt nghèo hơn, tại vì nó liên quan đến yếu tố về, nó tránh vấn đề về rửa tiền này nọ. À, thì nói chung là liên quan đến pháp lý thôi, thì họ yêu cầu là cái tên chủ tài khoản ngân hàng, tức là các bạn muốn ngân hàng gì thì ngân hàng, không cần biết, nó không quan tâm đến ngân hàng gì, là các bạn muốn mở ở đâu thì mở.
Đó, nhưng mà cái tên tài chủ tài khoản ngân hàng thì nó phải trùng với cái tên tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh. Ví dụ các bạn tên là Nguyễn Văn Nam chẳng hạn, thì cái tên tài khoản ngân hàng của các bạn ở bất kỳ ngân hàng nào nó phải là tên Nguyễn Văn Nam. Chứ tên tài khoản giao dịch của bạn là Nguyễn Văn Nam mà bạn rút tiền về tài khoản Nguyễn Thị B là không bao giờ rút được. À, cái đó là lưu ý luôn để cho chúng ta sau này chúng ta tính toán những cái phương án mà chúng ta mở một tài khoản hay mở nhiều tài khoản gì đó. À, rồi nói luôn về cái thủ tục này, có nhiều bạn hỏi là một cái chứng minh có thể mở được hai ba tài khoản giao dịch không? Cái này là không được ha, không như chứng khoán. À, không như chứng khoán, còn cái này là nó mỗi cái chứng minh nhân dân, cái email và cái số điện thoại là chúng ta chỉ mở được một cái tài khoản giao dịch hàng hóa thôi. Nó không giống như cái thị trường chứng khoán, là chứng khoán thì chúng ta có thể mở nhiều tài khoản tại nhiều công ty khác nhau. Nhưng ở đây ấy, cái tài khoản của chúng ta là do sở giao dịch hàng hóa cấp nha. Cho nên là các bạn mở sang các công ty khác, các thành viên môi giới khác thì nó đổ dữ liệu về trên sở thì nó có tài khoản rồi, nó sẽ không cấp nữa. Đấy, cũng không không đăng ký được, tại đây nó có một đầu mối duy nhất thôi. Ở Việt Nam có một đầu mối về hàng hóa thôi. Cho nên dữ liệu là nó về đó hết. Đó, chứ các bạn đừng có nghĩ là bảo đầu tư ở Gia Cát Lợi mở tài khoản không được rồi sang công ty khác mở thì nó khác, không không có, nó cũng giống y vậy thôi. Đó, và nó không mở được. Đó, còn các bạn muốn mở tài khoản khác hoặc một người muốn có hai ba tài khoản thì mượn chứng minh của anh em bạn bè gia đình như người thân gì đó. Đó, mà nó có tài khoản ngân hàng mượn được nữa thì hãng ấy, còn không thì thôi. Và chúng ta lưu ý là cái lệnh nạp và rút tiền nó sẽ được xử lý ít nhất là 60 phút. Ít nhất là 60 phút ra, các bạn lưu ý chỗ này. Thật ra nói ít nhất là 60 phút để cho các bạn yên tâm thôi, chứ thực chứ khoảng 30 phút là nó vào rồi. Đó, nhưng mà đôi lúc là ví dụ như nó đông quá hoặc là nó đầu sáng thứ hai chẳng hạn là nó sẽ rất là đông, rồi nhiều bạn nạp 20 giờ đêm các bạn mới nạp thì lúc mà bộ phận xử lý lệnh thì người ta cũng bận, người ta đi về hay ví dụ vì hết, nói chung ngoài giờ đó, giờ nghỉ nữa. Đó, rồi nhiều bạn nộp vào chủ nhật, vân vân. Đó thì tiền nó sẽ đến chậm hơn ha. Còn chúng ta nạp trong giờ thì khả năng là khoảng 30 đến 60 phút là nó sẽ vào tài khoản thôi. Chúng ta nạp rồi là cứ yên tâm, chỉ sợ chúng ta làm sai thì nó mới không vào thôi, còn làm đúng thì trước sau thì nó cũng vào thôi. Cái đấy là các bạn lưu ý thêm kỹ cái chỗ đó. Đó, rồi cái rút tiền thì các bạn đây hướng dẫn là cái thủ tục rút tiền thì các bạn cũng click vào đây. À, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách làm sao để rút được tiền. Thật ra thì có nhiều bạn thì cứ nói là tại sao để rút tiền mà nó rườm rà như thế, nó không giống như tài khoản chứng khoán. Thứ nhất là cái thị trường này nó khá là mới, cái thứ hai là cái việc mà tiền của chúng ta nó đưa nó ký quỹ và cái dữ liệu là nó liên thông với các sàn quốc tế. À, và đặc biệt là chúng ta để ý là chúng ta giao dịch bằng đô. À, các bạn nhớ nha, nó quy đổi ra đô và nó chuyển về, cho nên là những vấn đề liên quan đến rửa tiền, liên quan đến yếu tố pháp lý nó khá là chặt, cho nên là chúng ta chấp nhận cái phương án đó thôi. Còn nhiều nhiều ông thì cũng nhảy vào nói là sàn quốc tế của ông, sàn hàng hóa quốc tế của ông ấy giao dịch rút tiền trong 5 nốt nhạc, 3 nốt nhạc gì đó. Thì thôi lấy này tùy các bạn, các bạn thích thì các bạn tham gia, mà theo cá nhân tôi nhận định là những cái đó là chưa được cấp phép ở Việt Nam. À, và có nhiều anh chị nhắn với tôi là bị lừa rất là nhiều rồi. Thì các bạn cẩn trọng, tôi nói vậy thôi. Còn nói chung là tiền mà chúng ta cứ rút nó về là được, và chúng ta nạp nó vào là được, còn thời gian thì không quan trọng đâu. Đó, các bạn đừng có hối mà cũng đừng có gọi là sốt ruột quá. Yeah, người ta làm nhanh thì nó ẩu, đôi khi mất tiền của chúng ta thì sao? Làm cẩn thận thì chúng ta lại chê là làm lâu. Mà làm nhanh quá lỡ nó ẩu nó mất thì ai đến? Đấy. Thì chúng ta lưu ý thêm cái đó. Rồi cái cách mà chúng ta vào lệnh mua bán như thế nào? Vào lệnh mua khi nào, vào lệnh bán khi nào? Cái này nó quan trọng, đối với thị trường này nó chỉ có hai loại thôi, lệnh mua và lệnh bán. Thế thôi. Thì chúng ta vào lệnh mua, có nhiều bạn cứ băn khoăn là bảo anh ơi anh nói tín hiệu vào lệnh bán rồi mà em run quá, em sợ em bấm nhầm. Tôi đã nói vào mua hoặc vào bán thì các bạn cứ vào mua hoặc vào bán thôi. Con run bấm nhầm thì tôi không hiểu là run kiểu gì và bấm nhầm kiểu gì nữa. Nó có đúng hai cái thôi. Nói thẳng là giống như tài xỉu vậy đó. À, giống như trắng đen vậy đó. Nói thẳng là giống như y đánh bài vậy đó. Một ăn hai thua thôi. Đó, có mua hoặc bán, là đen hoặc đỏ. À, tài hoặc xỉu, muốn đặt cái nào thì đặt. Mà đã nói được cái đặt rồi là coi như là đưa lên tới mồm rồi mà không nhai được nữa thì thôi. Đúng không? Đó thì các anh chị lưu ý chỗ này, đôi khi mình nói cách nói mình thì nó hơi gay gắt một chút xíu đi. Anh chị thông cảm ha. Thì đây cái việc mà chúng ta vào lệnh mua khi nào, các anh chị đặt cái lệnh mua vào lệnh ha, vào lệnh mua khi mà xu hướng nó tăng hoặc là dự đoán xu hướng tăng đối với một cái mặt hàng nào đó, ví dụ dầu đậu, ví dụ là bắp, ví dụ là cà phê, ví dụ là đường vân vân. Thì nha, nhớ là vào lệnh mua khi xu hướng tăng hoặc là dự đoán xu hướng nó tăng đối với một mặt hàng, mà khi mà giá nó tăng theo dự đoán thì chúng ta đặt lãi, là chúng ta được lãi ha. Còn khi giá nó giảm thì chúng ta sẽ lỗ. Thế thôi. Cái thị trường này nó chỉ như thế thôi. Đó, và để đóng cái vị thế mà mua này này, để đóng cái vị thế mua này này. Nhằm cái việc tức là chúng ta đóng vị thế khi chúng ta chốt lời hoặc là chúng ta cắt lỗ. Tức là các bạn có thể nắm cái vị thế đó trong một vài ngày gì đó hoặc là nửa tiếng thôi. Nhưng mà các bạn có lời rồi hoặc là các bạn muốn cắt lỗ thì các bạn đặt một cái lệnh bán. Thế là xong, là đóng cái vị thế. Hết, tròn một lệnh là xong. À, người ta hay gọi là tròn một lệnh hay gọi là đóng vị thế đó. Vào lệnh gọi là mở vị thế ha, mà
đóng lệnh thoát lệnh, đóng vị thế, thì chúng ta đặt một cái lệnh ngược lại là xong. Nhớ lưu ý về khối lượng nha. Ví dụ chúng ta vào lệnh mua, tức là mua có một lot thôi, thì chúng ta bán cũng phải bán một lot chứ, nhiều khi là chúng ta bán thành hai lot thì nó lại thành một cái vị thế, thêm một cái vị thế dư, một cái vị thế bán lại. Các bạn chú ý cho đấy, cái khối lượng nhớ. Rồi chúng ta vào lệnh bán ha, khi mà giá có xu hướng giảm hoặc là chúng ta dự đoán nó giảm, tức là nhiều khi chúng ta nhìn thấy xu hướng nó giảm hoặc là chúng ta đoán nó giảm thôi chứ thực tế cũng chưa biết như thế nào, đúng không? Nhiều khi chúng ta nghĩ nó giảm nhưng nó lại tăng thì sao? Đó, thì chúng ta vào lệnh bán khi mà xu hướng giảm. Đó, hoặc dự đoán xu hướng giảm đối với một mặt hàng, và nếu giá giảm theo dự đoán thì chúng ta lãi, mà giá tăng thì chúng ta lỗ, thế thôi. Và để đóng cái vị thế bán này nhằm chốt lời hoặc cắt lỗ thì chúng ta đặt một cái lệnh mua lại là xong, tròn lệnh và đóng lệnh. Đó thì với cái thị trường này nó chỉ có lệnh mua và lệnh bán thôi nhá, mở mua và mở bán, và khi đóng lệnh thì mở một cái lệnh ngược lại vào một cái lệnh ngược lại là xong đấy. Nói ngắn ngắn gọn là như vậy để chúng ta hình dung là chúng ta hiểu thôi, chứ còn đừng có, cũng chẳng phải run, cũng chẳng phải gì hết. Nghĩ nó lên thì mua, mà nghĩ nó xuống thì bán, thế rồi. Rồi đối với thị trường này thì chúng ta nhớ là có các loại lệnh để mà chúng ta đặt lệnh trong giao dịch ấy. Thì nó có bốn loại lệnh thôi. Cái lệnh đầu tiên là lệnh MKT, nó có ký hiệu là MKT trong cái phần mềm giao dịch ấy. Lúc chúng ta phần cái bảng giá đặt 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 lệnh giao dịch ấy. Thì MKT nó gọi là lệnh thị trường. Và khi chúng ta đặt lệnh này thì nó sẽ được khớp ngay lập tức với cái giá chào mua hoặc chào bán gần nhất, tùy vào cái khối lượng mà chúng ta đang chào bán của hai bên. Tức là nói chung là khi các bạn để lệnh MKT này, các bạn nhấn mua hoặc nhấn bán này sẽ khớp ngay. Đó. Chúng ta sẽ không chủ động được về cái mức giá, bởi vì giá nó sẽ biến động liên tục và nó nhảy nhảy liên tục. Đó. Rồi đôi khi khối lượng chúng ta nhiều và bên bán nó ít hơn, ví dụ vậy, thì nó sẽ nhảy thêm được những cái mức giá khác nữa. Đó. Nói tóm lại là các bạn đặt MKT là nó sẽ khớp ngay lập tức. Thế thôi. Giá thì chúng ta không kiểm soát được. Thường thường sẽ sử dụng lệnh này MKT. Rồi lệnh LMT hay gọi là lệnh giới hạn, nó gọi là lệnh giới hạn. Thì khi chúng ta đặt cái lệnh này thì chúng ta được phép ha, chúng ta được phép đặt một cái mức giá mua hoặc mức giá bán cụ thể mà chúng ta mong muốn. Tức là giá nó đang thị giá thị trường hay giá MKT đang là 30 chẳng hạn, thì các bạn muốn đặt là 35 thì chúng ta đặt 35. Chúng ta đang muốn đặt 20 thì chúng ta đặt 20. Đấy, là chúng ta dùng lệnh LMT. Để vậy cho nó dễ hiểu ha, cái này thì các bạn biết rồi. Thì khi nào giá nó di chuyển tới đúng mức giá đó nó sẽ khớp, còn không di chuyển tới thì thôi, nó hết ngày nó hủy, thế là xong. Không khớp được ha. Rồi cái chỗ này mới quan trọng, lệnh STP. Ở đối với một số thị trường thì cái lệnh này gọi là stake profit, nhưng mà ở trong hàng hóa phái sinh ấy, cái lệnh này nó gọi là lệnh dừng lỗ, hay nó gọi là lệnh này, cái STP này là cái giá dừng ha, cái giá dừng để chúng ta đặt. Các bạn vào phần giao diện đặt lệnh các bạn sẽ thấy. Thì cái lệnh STP này dùng để giảm thiểu cái rủi ro thua lỗ trong quá trình đầu tư chúng ta, hay nó gọi là lệnh chặn lỗ đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hàng hóa nó là cái thị trường giao dịch, nó có cái biên độ dao động nó không có, tức là nó không có giới hạn và biên độ giống như chứng khoán chúng ta. Ví dụ chứng khoán sàn HOSE là tối đa 7% tăng giảm 7% thôi đó, rồi sàn Hà Nội thì 10%, sàn Upcom là 15%. Nhưng mà cái này nó y chứng khoán Mỹ vậy đó, nó có thể là lên 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 tới núi luôn, mà thậm chí là có thể xuống địa ngục luôn, chứ nó không phải bị giới hạn là đi 5 7 bước phải dừng, không có đâu. Đó, cho nên nó có thể đúng xu hướng thì nó đúng ghê lắm, nó đi lên ghê lắm, ví dụ vậy. Nó có thể đi lên miệt mài luôn, mà cũng có thể rơi rơi miệt mài luôn. Cho nên chúng ta phải đặt cái lệnh STP này để dừng lỗ. Nhớ ở đây tôi có ghi rõ là phải đặt lệnh STP để chặn lỗ. Tức là sao? Tức là khi mà chúng ta đầu tư vào thị trường này, chúng ta chấp nhận cái mức lỗ nào. Đây này, cái mức chặn lỗ tùy thuộc vào mức chịu lỗ của mỗi người. Ví dụ các bạn mua một cái hợp đồng dầu đậu tương hết khoảng 17 18 triệu hay dự phòng 10 20 30 triệu gì đó. Là chúng ta chấp nhận là cái lệnh này nếu thua chúng ta sẽ mất khoảng 3 triệu chẳng hạn, thì các bạn cứ tính bước giá ra. Lát nữa tôi sẽ chỉ chỗ lấy bước giá. Thì chúng ta tính bước giá ra xem là khi nào thì lỗ 3 triệu thì chúng ta đặt cái lệnh dừng. Còn nhiều là người bảo thì chấp nhận lỗ 5 triệu tôi mới cắt. Ví dụ vậy thì đặt dời cái lệnh chặn lỗ lên, dời cái lệnh STP là lên cho đủ 5 triệu. Ví dụ vậy các bạn tính được sẵn luôn. Đó. Tức là sao? Tức là chúng tôi hay nói các bạn là chặn lỗ mà để cho lãi chạy. Tức là khi nó lãi rồi thì các bạn không không tức là lãi thì cứ để cho nó đi, các bạn không phần phải chặn lãi ha. Nhưng mà các bạn phải chặn lỗ. Xác định luôn mức lỗ là có sẵn. Có nhiều người nói là lỗ 2 triệu là em phải cắt để em đảo vị thế hay là em vào lệnh khác. Thì cũng được, các bạn đặt lệnh chặn lỗ ngắn lại, lệnh STP ngắn lại. Đó. Nhưng mà cách của chúng ta là gọi là chặn lỗ mà để cho lãi chạy. Thì với mỗi ngày ấy, cái lệnh nó sẽ tự hủy, cho nên là ngày hôm nay ví dụ cái tôi nói ví dụ là các bạn đang vào vị thế bán dầu đầu tư hiện tại chẳng hạn. Hôm qua tôi phát tín hiệu là chúng ta vào bán ở mức 30.5 chẳng hạn. Hiện tại nó đang là 30.3 mấy ấy, mà tôi đặt lệnh chặn lỗ ở mức bao nhiêu? Mức 30.8 ha, 30.8 30.85 gì đó.
Thì đến ngày mai các bạn đến thứ hai nó mở cửa giao dịch ra thì các bạn có thể dời cái lệnh chặn lỗ lên ở mức hiện tại nó đang là 30.34 chẳng hạn, thì các bạn dời mức chặn lỗ lên 30.5 chẳng hạn đó, thì khi nó về đó thì nó tự động cắt, thì với như mức như vậy thì chúng ta lại hồi đó, thì chúng ta cứ dời lên dần dần, còn không thì các bạn chốt lời luôn cũng được, đấy là quyền của các bạn ha. Thì đấy là tùy cái cách, tùy cái phương pháp đầu tư của mỗi người thôi. Có nhiều người là nghĩ là chốt luôn đi cho nó có lời trước đã tính sau, tăng vốn lên, tăng vốn gốc của mình lên, thì đó là một cái cách. Còn có nhiều người thì cứ chỉ rời stop loss lên để cho lãi chạy thôi, đấy là tùy, thì đấy mọi người tự chọn ha. Và lưu ý nữa là cái lệnh STP này nó chỉ được đặt khi đang giữ một vị thế nhất định, tức là đang có vị thế mua hoặc vị thế bán gì đó thì chúng ta mới đặt lệnh STP này được, chứ chưa có vị thế hoặc là cái vị thế đang chờ khớp thì sẽ không đặt được cái lệnh này. Có nhiều bạn lúc mà tôi hướng dẫn đặt cái lệnh này thì bảo ủa anh ơi sao em vào lệnh mà nó kêu là gì không không cho đặt gì đó, giá thấp hơn này giá cao hơn gì đó, bởi vì chúng ta chưa có vị thế nào, là chúng ta đặt lệnh LMT để chờ mua hoặc chờ bán, sau đó chúng ta đặt lệnh chặn lỗ. Ủa nó đã có vị thế nào đâu mà nó biết đường nó chặn ở chỗ nào à, các bạn lưu ý nhá, STP chỉ được đặt khi nó đang giữ một vị thế mua hoặc vị thế bán thì mới đặt dừng lỗ được, còn chưa mua thì chờ. Cái thứ ba nữa là cái lệnh này này, nó là lệnh bán hoặc là mua quyết liệt trong trường hợp mà thị trường rơi hoặc là tăng tăng hoặc là rơi tạo gap. Tức là sao? Tức là cái vùng giá của nó có một cái khoảng trống nhất định. Ví dụ đang từ 30 mà nó mở cửa cái nó nhảy lên 30.5 luôn. Tức là trong cái vùng từ 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 nó không có. Đó, mà nếu chúng ta đặt cái lệnh chặn lỗ mà nó vượt lên cái mức đó thì nó vẫn sẽ khớp. À, tôi nói ví dụ các bạn đặt lệnh chặn lỗ ở mức là 30.5 chẳng hạn. 30.5 mà thị trường nó mở cửa phát nó lên tới 31 luôn. Thì nó vẫn khớp với giá 31 luôn. Các bạn hiểu không ạ? Đó, chứ nó không sẽ không không khớp được ở giá 30.5 nha, nó khớp được cái giá ngay đó luôn, tức là nó bán quyết liệt ha, nó bán quyết liệt để nó chặn lỗ. Nó sẽ khác với cái lệnh này, cái lệnh STL này. Thật ra cái lệnh này nó là lệnh đặt giới hạn mua hoặc giới hạn bán tại một cái vùng giá dao động nhất định, do mỗi người tự đặt nhằm chúng ta có thể chốt lời hoặc cắt lỗ đó. Và cái lệnh này nó chỉ khớp khi giá di chuyển vào đúng vùng giá đã đặt. Tức là sao? Ví dụ như các bạn mua ở vị thế là 30 chẳng hạn, thì các bạn cứ nghĩ là lên 30.5 hoặc là 30.7, trong cái vùng đấy là các bạn sẽ bán, thì các bạn đặt cái lệnh STL này là vùng 30.5, 30.7, thì khi giá nó di chuyển vào trong cái vùng đó thì nó sẽ tự động khớp thôi. Giá di chuyển vào trong cái vùng đó là nó sẽ khớp. Còn trong trường hợp mà nó tăng, nó tạo gap lên hoặc xuống mà nó không vào trong cái vùng đó, cụ thể ví dụ giống như trường hợp tôi nói đó, các bạn mua 30, các bạn đặt STL ở cái vùng 30.5 đến 30.7, nhưng mà thị trường mở cửa tạo gap lên 30.8 thì nó coi như nó đi luôn, là nó không khớp tức là vượt qua cái giá các bạn đặt ở đó nhưng mà nó lại không khớp đó. Khi nào nếu trường hợp rơi lại ngược lại 30.7, 30.5 thì nó mới khớp, còn nếu không là nó đi luôn đó. Còn giống y như không không giống như thằng này, còn thằng này nếu mà chúng ta đặt chặn như vậy á, mà nếu nó vượt quá thì nó cũng khớp luôn với cái mức giá gần nhất nếu mà trường hợp tạo gap ha, các bạn lưu ý như vậy, tức là nó là bán quyết liệt hơn, còn thằng này bán trong một cái vùng nhất định thôi. Thì đó là bốn cái loại lệnh này chúng ta lưu ý ha. Lưu ý cái lệnh này thì theo tôi nghĩ là không nên dùng nhiều. Thế rồi, chủ yếu là lệnh thị trường, lệnh này STP và lệnh LMT, đôi khi là chúng ta cũng phải chờ thôi, chờ để có cái điểm vào nó tốt hơn, nó đẹp hơn thì chúng ta đặt lệnh chờ, hoặc là chúng ta không có thời gian gì đó chúng ta đặt lệnh chờ, lệnh giới hạn chờ nhưng mà kiên quyết là đặt lệnh stop loss, nhớ ơn là lệnh STP ha. Rồi các bạn lưu ý nữa là các loại lệnh đặt trong ngày ấy, tới hết ngày giao dịch mà nó không khớp nó sẽ tự động hủy, nhớ nha. Kể cả lệnh STP, lệnh TL. Tôi nói thêm cái ý này nữa, cái lệnh ấy, các bạn nói là khi các bạn đặt lệnh chặn lỗ như vậy nhưng mà các bạn chốt lời rồi, có cần hủy lệnh này không? Vẫn phải hủy nha, bạn nhớ nha, vẫn phải hủy lệnh đi. Cái lệnh nào mà bạn không dùng nữa là các bạn tốt nhất là nên hủy đi, đừng có để nó đấy. Nhiều khi giá lên tới cái đó là tự khớp. Rồi các bạn lưu ý là tất cả các lệnh trong ngày tới hết ngày giao dịch mà nó không khớp nó sẽ tự động hủy. Và các lệnh đặt vào giờ nghỉ, ví dụ như thường thường là có giờ nghỉ từ 19:45 đến 20:30 á, là nó nghỉ giao dịch hay nó nghỉ giữa phiên. Mà các bạn đặt lệnh trong cái khung này á, thì nó sẽ ở trong tình trạng là suspend gì đó, tức là chờ gửi á, là nó đang bị gọi là chờ vào phiên nó sẽ gửi lên ha. Hoặc là chúng ta đặt khi chưa vào phiên, ví dụ sáng 7 giờ nó mới vào phiên mà 5 giờ sáng là vậy chúng ta đặt lệnh rồi. Đó, thì chúng ta đặt nó vẫn sẽ nhận nhưng mà nó chờ để khi vào phiên nó mới gửi lên. Nhưng mà các bạn lưu ý là tất cả các cái lệnh mà đặt trong cái khung giờ nghỉ này hoặc là trong trong lúc chưa vào phiên chúng ta sẽ không hủy được. Không hủy được ở đây tức là khi chưa vào phiên đấy, các bạn đặt lúc 5 giờ sáng mà đến 6 giờ bảo thôi tôi suy nghĩ lại rồi, có tin tức ra tôi suy nghĩ lại, tôi muốn hủy lệnh nó đi, thì các bạn vào hủy là không được. Nhưng mà để 7 giờ khi vào phiên thì các bạn hủy thì sẽ được.
Đó các bạn nhớ là như vậy. Đó, cái lệnh trong cái giờ này cũng vậy này. Lúc mà 20 giờ 20 phút các bạn đặt một cái lệnh trong các bạn thấy là ồ chắc có vẻ nguy hiểm không ổn đâu. Cái đến 20 giờ 25 phút các bạn vào các bạn hủy là không được. À, nhưng mà 20 giờ 31 phút là các bạn vào hủy được. Đấy, tôi nói cái này để cho các bạn lưu ý. Nhiều lần cứ rối tung rối mù lên không biết khúc này xong rồi cứ nhắn vào sao em hủy không được. Cái thứ nữa là chúng ta đặt cái lệnh á, chúng ta không thấy nó trong danh sách lệnh. Thì các bạn lưu ý là các bạn đặt cái lệnh mà trước khi vào phiên của nó thì nó sẽ tính vào ngày hôm trước. Cụ thể nếu các bạn đặt cái lệnh ví dụ giá cái phiên giao dịch của chúng ta là ví dụ dầu đậu tương hoặc là khô đậu tương hoặc là đậu tương chẳng hạn, nó giao dịch vào lúc 7 giờ sáng mà các bạn đặt vào lệnh vào lúc 6 giờ 59 phút trở về trước ha, thì nó sẽ tính vào cái lệnh của ngày hôm trước. Thì các bạn vào danh sách lệnh thì các bạn phải mở thêm, các bạn tìm cái ngày hôm trước á, thì nó mới hiện ra cái danh sách lệnh đó, các bạn nhớ như vậy ha. Rồi có nhiều bạn thì cũng nói là đặt lệnh bán cà phê bán đường gì đó mà sáng đặt mà đến chiều mở lên không thấy đâu, tại vì 3 giờ chiều 2 giờ rưỡi chiều nó mới giao dịch đó, mà chúng ta đặt buổi sáng đến chiều chúng ta mở lên không thấy thì chúng ta phải mở thêm vào cái ngày hôm trước nữa, nó tính vào ngày hôm trước. À, cái này thì các bạn lưu ý thêm, nhắc thêm để chúng ta nhớ. Đó, bốn loại lệnh lưu ý. Rồi, những cái lưu ý về bước giá, thời gian giao dịch và tỷ lệ ký quỹ. Thì cái này là cái link đây các bạn click vào đây, các bạn tải cái link bước giá, thời gian giao dịch, ký quỹ ở đây, một số mặt hàng cơ bản thôi chứ không phải là tất cả ha. Những cái mà chúng ta hay giao dịch, cái kênh của chúng tôi hay giao dịch hay khuyến nghị cho mọi người á để chúng ta dễ đầu tư thôi. Các bạn lưu ý là trong này nó có cái mức ký quỹ á. Thì lưu ý cái mức ký quỹ này đang quy định của sở là 100%, nhưng mà để mua được một lot ta phải ký quỹ là 120%. Cái này là yêu cầu của công ty của sở để đảm bảo cái an toàn cho tài khoản chúng ta. Đó, và để quản trị cái tỷ lệ ký quỹ á, các bạn đăng nhập vào tài khoản trên phần mềm giao dịch của mình á. Các bạn vào cái mục danh sách, các bạn chọn cái mục quản lý tài khoản ký quỹ và chúng ta xem cái tình trạng tiền ký quỹ của chúng ta nó có đảm bảo hay không. À, và khuyến nghị các anh chị lưu ý này, khuyến nghị là chúng ta để cái tỷ lệ ký quỹ là 300% trở lên cho nó an toàn. Tôi nói cụ thể là 5-60 triệu thì đánh một lót dầu đậu tương là được rồi, chứ có nhiều người 20 triệu mà cũng dám mua một lót dầu đậu tương thì tôi đến chịu luôn. À, các bạn anh chị lưu ý cái chỗ này đó. Để vì sao? Bởi vì cái thị trường này tôi nói là thị trường nó có nhiều cái tiềm năng mà nó dài hạn, chúng ta đánh chúng ta kiên nhẫn là vẫn cứ thắng thôi, không có sợ đâu. Thì chúng ta phải có cái gọi là trường vốn để chúng ta có thể ôm được cái tỷ lệ ký quỹ, nó phải cao thì chúng ta mới ôm, chúng ta chờ được. Rồi nói thẳng là cái nào cũng vậy, thị trường nào cũng vậy ha, muốn lên thì phải xuống mà muốn xuống thì phải lên, muốn nhanh thì phải từ từ, tôi nói rồi. Cái đấy là các chúng ta phải lưu ý những cái ý đó. Chúng ta ví dụ chúng ta đi sai xu hướng thì chúng ta chịu khó chúng ta ôm chúng ta chờ cũng được, nhưng mà tiền chúng ta phải còn, chúng ta phải đủ sức để chúng ta chờ chứ, mới giảm có chút xíu cái cháy ngược xu hướng có chút xíu cái cháy khét lẹt thì còn đâu nữa mà chờ. Thì chúng ta lưu ý là để cái tỷ lệ này ít nhất là 300% cho nó an toàn đó. Và cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn 80% thì nó sẽ bị gửi cảnh báo, nó có thể nhắn tin về điện thoại, nó gửi email, nó cảnh báo lia lịa luôn. Đôi khi giá nó cứ nhích lên nhích xuống, tức là nó cái mức 80% này là các bạn giống như nó để một cái ngưỡng như này, như một cái đường kẻ này chẳng hạn, mà khi giá nó nhảy lên cái là chúng ta bị vi phạm đúng không? Đó, thì nó lại gửi một cái tin nhắn. Không, cái tí giá lại giảm xuống thì nó thôi, nó không nhắn, cái tí giá lại giảm lên thì nó lại nhắn tin nữa. Cho nên có nhiều người bảo là sau một đêm em nhận được mấy chục cái tin nhắn cảnh báo, thì nó y như vậy đấy. Cái giá thì lúc nào nó biến động lên xuống đúng không, nhưng mà cái mức này nó đặt một cái ngưỡng sẵn, phần mềm nó đặt sẵn rồi là cứ đụng cái này là nó sẽ cảnh báo. Thì đúng tới đấy là bạn bị 80%, thì nó cứ nhích lên thì nó không sao, cái nhích xuống nó bị nhích lên nhích xuống đó, giá nó cứ nhảy qua nhảy lại cái ngưỡng đó thì nó sẽ bị thôi, nó sẽ nhắn tin liên tục. Cho nên chúng ta không sợ ha. Và khi chúng ta nhận được cái tin nhắn 80% này là nó cảnh báo thôi, chứ chưa có gì là lo lắng. Nó thật là cũng lo lắng rồi đó, nhưng mà chưa có gì phải sợ cả ha. Và khi mà nó còn 30% á thì nó sẽ tự động tất toán, tức là theo chứng khoán nó gọi là phọc xèo á. Đó, chúng ta vay margin á là nó phọc xèo, nó tự động bán á. Thì này nó tự động tất toán cái vị thế, tức là lúc này chúng ta sẽ mất hết tất cả, chúng ta chỉ còn khoảng 30% của cái hợp đồng đó thôi. Ví dụ một hợp đồng dầu đậu tương các bạn mua 17 triệu thì lúc mà bị phọc xèo là các bạn chỉ còn khoảng 30% của 17 triệu là bao nhiêu đó, thì các bạn tự tính. Các hợp đồng khác thì chúng ta tự nhân lên. Đó, cho nên khi mà nó gửi cái cảnh báo này này, tốt nhất là chúng ta có thể nạp thêm tiền hoặc là chúng ta cắt, nhưng mà theo tôi nghĩ là tùy vào xu hướng thị trường thì chúng ta tính toán ha. Tốt nhất là bơm tiền vào và cố gắng để trên 300% thì sẽ khó mà về 80% được. À, chứ còn chúng ta để 100% với 120% thì nhích vài bước giá thì nó về tới 80 liền. À, cái đó là chúng ta lưu ý. Cái clip này thì tôi cố gắng nói ngắn nhất, dễ gọn nhất cho mọi người hình dung ra để biết cách đầu tư thôi. Còn mọi người tải cái file này về rồi chịu khó click vào những cái đường link này, này. Chúng ta xem là chúng ta biết hết. Chịu khó, nói chung chịu khó. Rồi ở dưới đây là các cái view clip hướng dẫn đầu tư, phân tích kỹ thuật, rồi điểm vào lệnh, thoát lệnh. Rồi nói chung là mọi người nếu mà muốn quan tâm về cái thị trường này, thực sự quan tâm và muốn đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh này thì nên xem. Nên xem và xem hết và xem kỹ. Xem một lần không được thì xem 2-3 lần. Đó, xem khi nào hiểu thì mới tham gia. Hiểu thì mới tham gia, còn không hiểu thì thôi, tôi nói chung tránh xa ra, nói thật là như vậy. Đó, clip mà phân tích kỹ thuật và ứng dụng này, click vào đây xem.
các clip phải xác định điểm mua bán nó có ít nhất là có hai clip ha. Thì chúng ta xem hai cái clip này là chúng ta biết là chúng ta vào lệnh lúc nào, vào mua lúc nào, vào bán lúc nào, chặn lỗ ở đâu ha. Đó, rồi chốt lời ở đâu là chúng ta dễ. Nói chung là tôi cũng sử dụng những phương pháp tôi chia sẻ này thôi, chứ cũng chẳng có phương pháp gì, chẳng phải thần thánh, chẳng phải gọi là pháp sư hay gì đâu. Tôi nói thật, cứ có nhiều bạn thì cũng thần tượng tôi quá, nhưng mà những thứ mà tôi biết tôi chia sẻ hết rồi, cũng áp dụng vậy thôi. Có chăng là tôi chơi lâu hơn các bạn, tôi có kinh nghiệm hơn các bạn một chút xíu thôi, có cái góc nhìn, có cái nhận định nó tốt hơn một chút xíu thôi, chứ thực tế là các bạn áp dụng những phương pháp này nó vẫn đúng và nó vẫn ra thôi. Đó, rồi cái clip về quản trị rủi ro ha, thì các bạn click vào đây các bạn xem clip về kinh nghiệm đầu tư trong thị trường à, nó có hai clip ta xem. Clip hướng dẫn chi tiết là cái clip này mới là quan trọng, chúng ta lên xem để biết là cài đặt phần mềm đổi mật khẩu này kia làm sao. Rồi clip những lưu ý quan trọng cũng có. Rồi clip so sánh chứng khoán phái sinh và hàng hóa phái sinh ở đây, chúng ta theo dõi thêm. Đó, thì các bạn lưu ý vậy. Rồi cái tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ, cái thứ 9 gần hết rồi, có 10 cái thôi. Cái thứ 9 là những cái rủi ro và những cơ hội của cái đầu tư hàng hóa phái sinh này, cũng phải chia sẻ để chúng ta hình dung, chúng ta hiểu. À, chúng ta lưu ý đối với cái rủi ro trước, tôi nói rủi ro trước, tôi không bao giờ nói cơ hội. Rủi ro ở bất cứ lĩnh vực gì cũng có, đúng không? Chúng ta nên cân nhắc và xem xét tới cái dòng vốn của chúng ta. Lưu ý là đã gọi là đầu tư thì dòng vốn nó phải là vốn nhàn rỗi, chứ không đi vay mượn để đầu tư, các bạn nhớ như vậy. Đó. Rồi cái khả năng chịu đựng rủi ro của mình đối với cái dòng vốn nữa, chúng ta phải cân nhắc. Thì với cái thị trường hàng hóa phái sinh này, cái rủi ro lớn nhất là chúng ta chọn sai xu hướng của giá. Ví dụ giá tăng mà chúng ta chọn giảm, mà giá giảm mà chúng ta chọn tăng, nói chung chọn ngược xu hướng của thị trường là lỗ, là cháy thôi. Cái rủi ro tiếp theo nó là rủi ro vào nhầm lệnh, cái này cũng có thôi, nói chung là chỉ vào mua hoặc vào bán thôi đấy, nhưng mà chúng ta vào nhầm lệnh đó. Rồi đôi khi là đặt lệnh giới hạn, đặt lệnh LMT đó, mà đặt ngay cái giá đang thấp hơn giá thị trường là nó khớp luôn. Ví dụ vậy, chúng ta bán thấp hơn giá người ta đang mua thì nó khớp luôn, mà chúng ta mua thấp hơn giá người ta đang bán thì nó khớp luôn. Đó, chúng ta lưu ý như vậy ha, vào nhầm lệnh hoặc là đặt nhầm lệnh để cái chỗ này cũng là rủi ro. Có nhiều bạn bảo em đặt lệnh chặn LMT để chốt lời hay chặn lỗ gì đó mà nó khớp luôn. LMT nó không có chức năng chặn lỗ đâu, mà nó chỉ nó đưa ra một cái mức giá cố định thôi. Các bạn lưu ý như vậy. Đó, để tránh cái rủi ro vào nhầm lệnh. Rồi cái rủi ro không chặn lỗ vì giá biến động mạnh ha, cái này tôi nói lúc nãy rồi. Phải đặt lệnh STP chặn lỗ. Bởi vì giá của nó đi theo tăng hoặc là giảm, nó vô biên luôn, cho nên là chúng ta lưu ý, có khi chặn cho chắc, biết chắc là chúng ta sẽ lỗ bao nhiêu, còn lời là không cần biết, khỏi chặn lời. Đấy, rủi ro tiếp theo đó là rủi ro về hệ thống phần mềm bị lỗi. Thì hôm trước là tôi giải thích luôn là cái phần mềm chúng ta bị lỗi một lần, không có thể là hai lần gì đó. Khi mà chúng ta giao dịch nó đông lên, thực ra là sở họ giải thích là thường khi mà cái phiên Mỹ mà nó mở cửa khoảng 8:30 á, là phần mềm sẽ bị đơ vào cái lúc đó. Thì họ giải thích là cái thời điểm đó khi mà sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đăng ký với cái sàn Seaboard ở bên Mỹ thì tới cái đầu phiên mở cửa là các cái dữ liệu về tất tần tật nó sẽ đổ về sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, đổ dữ liệu cả về tin tức, cả về phân tích thị trường, vân vân, rất nhiều thứ nó sẽ đổ dữ liệu về phần mềm, dẫn đến là cái phần mềm nó phải loát dữ liệu về, mà trong khi đó thì chúng ta lại cũng vào chúng ta giao dịch nữa, thì nó bị quá tải, nó bị nghẽn mạng, nó nghẽn hệ thống, cho nên nó bị đơ. Nó vẫn xử lý được nhưng mà nó đơ, nhiều lúc đơ rồi chúng ta bị chồng lệnh, rồi chúng ta không thấy lệnh hiển thị, rồi chúng ta không khớp lệnh, rồi nhiều người không đăng nhập được, vân vân. Đó thì sở nó đã tạm thời nó khắc phục được cái lỗi này rồi. À, nó yêu cầu là bên sàn Seabot gửi thông tin sớm hơn, trước 8:30. Đó, cho nên là đôi khi bây giờ nếu mà chúng ta ra tham gia đăng nhập vào cái lúc của 8:00 đến 8:30 là đôi khi nó hơi bị đơ. Nói thật, cái lúc đấy là đang loát dữ liệu từ bên sàn Seabot về. À, thì chúng ta lưu ý thêm. Đó. Rồi cái rủi ro đây là rủi ro cháy tài khoản, vì chúng ta không chú ý tới cái mức ký quỹ. Bởi vì có nhiều bạn, tôi cũng biết là có nhiều bạn không chú ý cái mức ký quỹ này. Lúc nãy tôi nói rồi đó, chúng ta thấy chúng ta mua xong một hợp đồng rồi vẫn còn thấy dư tiền, vẫn còn thấy mua được nữa, chúng ta mua tiếp luôn, mà chúng ta quên mất là chúng ta mức ký quỹ. Cái thứ hai là chúng ta mua nhiều hợp đồng quá, chúng ta không kiểm soát được lúc mua bao nhiêu hợp đồng dầu đậu rồi lại ngô rồi này kia, chúng ta quên mất là cái số tiền chúng ta còn đó là để chúng ta dành để ký quỹ cho cái thằng kia, để phòng hộ cho cái thằng mà chúng ta đã mua rồi. Nhiều khi tôi nói ví dụ các bạn có 100 triệu, các bạn mua một hợp đồng dầu đậu tương hết có 17 triệu thôi, các bạn dư là còn tới 83 triệu. Các bạn mua thêm một hợp đồng đậu nữa. À, mua hợp đồng đậu là hết 60 mấy triệu nữa. Đấy, cuối cùng nhìn thì vẫn còn dư tiền chứ. Vẫn dư hai mấy triệu nữa mà chúng ta quên mất là cái số tiền đó chúng ta đang dùng để chặn cho hai anh kia. Mà chúng ta lại đi mua thêm cái nữa là coi như khét lẹt luôn này. Đó thì chúng ta chú ý cái mức ký quỹ. Rồi cái rủi ro đòn bẩy cao, cái này nói rõ rồi ha. Cái tỷ lệ đòn bẩy ở đây là chúng ta nhớ như vậy.
đòn bẩy cao, tức là sao? Chúng ta để ý cái bảng mức giá đó, một cái hợp đồng, ví dụ một cái hợp đồng dầu đậu tương ha, cái giá trị của nó đâu đó khoảng 450 triệu mà chúng ta chỉ bỏ ra có, nếu đang nói về đòn bẩy nha, thì chúng ta ít nhất chúng ta phải bỏ ra đâu đó khoảng 100 triệu chúng ta mua, thì là tương đương là 1,45, 1,45 đúng không? 4,5 đúng không? Tức là đang nói về tỷ lệ đòn bẩy. Còn đây nhiều khi chúng ta bỏ ra 30 triệu mà chúng ta mua một cái hợp đồng có khoảng 400 triệu, thì các bạn tính thử xem tỷ lệ đòn bẩy là bao nhiêu. Tới 1,15 rồi. Đúng không? 1,15 rồi. Đó, còn ví dụ chúng ta bỏ ra 50 triệu thì tỷ lệ đòn bẩy chúng ta là 1,8. Đấy, thì nó cũng ít nhất còn ổn hơn. Đấy, thì các bạn cân nhắc về cái tỷ lệ ha, cái rủi ro đòn bẩy, nếu mà chúng ta dùng đòn bẩy cao quá thì nguy hiểm. À, có nhiều nhiều bạn là đánh an toàn, tôi nói là 100 triệu mua một lót dầu đậu tương thôi, tỷ lệ đòn bẩy 1,4 nó cũng ok rồi. Chứ không nhiều bạn 100 triệu vô quốc có 3 4 lót dầu đậu tương là thấy đuối. Đấy, lưu ý. Cái rủi ro tiếp theo là hoảng loạn, FOMO, mất phương hướng, cái này rất là dễ. Cái thị trường nào cũng vậy, bất kể thị trường đầu tư nào về tài chính liên quan nó đều có vấn đề về hoảng loạn, vấn đề về FOMO, vấn đề mất phương hướng. Chúng ta thường ấy thích là tham gia nhiều nhóm ha, nhiều cái đội nhóm khác nhau, rồi chúng ta thường thích tham gia để tìm hiểu về tin tức này kia, mà khi chúng ta tham gia vào như vậy là chúng ta rất dễ bị loạn. Cá nhân tôi khi mà vào phiên, đặc biệt là phiên 8 giờ 30 tối, không bao giờ tôi mở Zalo, cũng không bao giờ mở Facebook, cũng chẳng bao giờ xem tin tức. Các bạn vô các bạn sẽ bị loạn liền. Đó, có nhiều bạn nhắn tin cho tôi trong Zalo hoặc trong Facebook vào cái lúc mà vào phiên khoảng từ 8 giờ 30 cho đến 10 11 giờ gì đó, tôi ít khi là tôi đọc, ít khi tôi trả lời lắm. Lúc đấy chúng ta tốt nhất là chúng ta tránh xa mấy cái thứ đó ra. Tôi nói thiệt là chúng ta sẽ có tự tin hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta vô nghe thằng người này nói, người kia nói ha, người người giỏi thì cũng có nhưng mà người không giỏi cũng có, rồi cái thằng mà nó FOMO nó súi bậy cũng có, nó nói chung là tào lao thiên địa trong nó. Tôi nói thật là như vậy đó, cái nào tốt rồi thì đôi khi chúng ta chưa phân biệt được tốt xấu nữa đó, chúng ta sẽ bị mất phương hướng à, chúng ta sẽ bị loạn liền. Tránh xa cái nhóm đó ra trong những giai đoạn mà then chốt, nói thật là như vậy. Rồi cái rủi ro tâm lý đám đông, lo sợ run đấy, nãy tôi nói rất nhiều rồi. Cái tâm lý đám đông sợ một cái nhóm rất là đông thì cũng nguy hiểm. Đó. Mà lo sợ lại run nữa, rồi lại mất phương hướng, rồi lại bị FOMO nữa, thì cái đám đông này khá là nguy hiểm, cho tránh xa đám đông trong những giây phút then chốt chúng ta lưu ý. Rồi rủi ro thiếu kiên nhẫn, không tuân thủ kỷ luật. Thiếu kiên nhẫn ở đây là sao? Tức là nhiều khi mới vào lệnh, có nhiều anh chị gọi điện cho tôi nói là sao tôi ít phát tín hiệu vậy, nói vào nhóm nhận tín hiệu và cả ngày không thấy cái tín hiệu nào. Đấy là chúng ta thiếu kiên nhẫn rồi đó. Rồi nhiều khi có bạn chờ tới 8 9 giờ tối mà tôi chưa nhắn gì về tín hiệu hết, cái lại nhắn tin gọi điện hỏi mà sao chẳng thấy gì hết. Đấy, tức là các bạn đang mất kiên nhẫn, tôi nói thật. Bởi vì theo cá nhân tôi nói thật với bạn là cái trách nhiệm đúng ra là chẳng có trách nhiệm gì với mọi người, nhưng mà rồi tự nhiên mình làm, mình lập ra những cái nhóm như vậy, cái tự nhiên mình thấy mình phải có trách nhiệm và mình thấy mình quan trọng, cũng như là mình thấy mình phải làm sao đó giảm thiểu nhất cái rủi ro. Ha, cho nên mình cũng phải kiên nhẫn, mình phải như thế nào đó, tôi nói thật là như vậy. Chứ còn còn nếu mà cứ đánh đánh tào lao thiên địa, đánh tràn lan đi thì cỡ nào chả được, đúng không? Muốn thua thua, muốn lỗ lỗ thì thế nào chả được. Cho nên mà tôi phải kiên nhẫn, mà tôi kiên nhẫn thì các bạn lại không kiên nhẫn, cứ nhắn tin gọi điện hỏi sao anh không phát tín hiệu đó, kỳ lạ như vậy. Là cái đấy là một cái rủi ro nha, tôi nói nhớ là như đó, đó là một cái rủi ro đó chứ không phải là đơn giản đâu đó. Rồi có nhiều người vào vị thế rồi mà không kiên nhẫn nắm giữ nữa, chốt lời chốt lãi non chẳng hạn đó, mà lỗ quá thì không 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 đặt lệnh chặn lỗ, đây là không tuân thủ kỷ luật. Đây này, chúng ta không tuân thủ kỷ luật, không đặt lệnh chặn lỗ à, dẫn đến là khi mà chúng ta lãi thì lãi có chút xíu là chúng ta vội vàng chúng ta chốt, nhưng mà lỗ cứ để cho lỗ chạy, nên dẫn đến là lỗ quá không dám cắt, hoặc là lỗ quá rồi sợ cháy rồi lại kia, rồi nói chung là lỗ quá là không thể nào cắt được. Tôi nói là cái việc của chúng ta đặt tuân thủ kỷ luật, chúng ta đặt cái lệnh chặn lỗ là coi như chúng ta thấy nhiều khi nó khớp lệnh luôn, chúng ta thấy nó còn ở thôi mất vậy thôi là xong. Chứ còn tôi nói là không đặt xong đến lúc mà nó lỗ quá đi rồi, chúng ta nghĩ là số tiền mà chúng ta mất nó nhiều quá, chúng ta không dám cắt luôn, mà càng không dám cắt thì nó lại càng lỗ nhiều. À, tôi nói cái này các bạn lưu ý hai cái chỗ là rủi ro về thiếu kiên nhẫn và không tuân thủ kỷ luật, nó là một cái rủi ro. Rồi cái rủi ro tiếp theo là thiếu kiến thức mà không chịu học ha. Cái này thì nói cái ý này ra thì cũng có nhiều bạn chạy lòng ấy, nhưng mà thực tế là như vậy. Cái gì chúng ta cũng thể học, xã hội bây giờ nó tiến bộ rồi à, và trình độ về tri thức của mọi người nó cũng đã phát triển rồi đó, thì chúng ta chịu khó chúng ta học đi, cứ học à. Chứ chúng ta không thể tham gia như một con bạc, như một con nghiện vào lệnh được, cái này chúng ta phải lưu ý đó. Các bạn có nhiều người nghiện vào lệnh, tôi nói là vào ra liên tục luôn đấy. Rồi có nhiều người còn còn nhắn tin cho tôi bảo ông phát tín hiệu cùi bắp quá, cả một ngày có khi không có tín hiệu nào, tôi chán tôi không không, không có vào nhóm của ông nữa. Ví dụ vậy, tức là ông ấy muốn ra vào liên tục cơ. Rồi có nhiều người là tham gia như một con bạc vậy, chẳng có tìm hiểu, chẳng có biết cái gì cả, đặt lệnh còn chưa biết đặt lệnh mà cứ tham gia nhưng mà chả hiểu chuyện gì. Đó, là tham gia như con bạc vậy là không nên.
Rồi cái rủi ro tốn phí giao dịch thì cái này rõ rồi, chúng ta mua bán mà chúng ta không có đảm bảo cái mức lợi nhuận nó cần thiết ấy, thì chúng ta sẽ tốn cái tiền phí giao dịch thôi. Đấy, nói rõ. Rồi vậy cái cơ hội của nó là gì? Cơ hội ở đây là thị trường này nó còn khá mới mẻ ở Việt Nam ha, chúng ta lưu ý. Khá mới, cái gì mới thì nó cũng có những cái khó khăn nhưng mà nó vừa là cơ hội và vừa là khó khăn. Ở đây thì là thị trường vốn hóa rất là lớn, khoảng ít nhất bây giờ khoảng 70 tỷ đô. Khối lượng giao dịch cũng lớn ha, bởi vì nó giao dịch toàn cầu. Nó thanh toán bằng đô, nó đổi ra quy đổi ra tiền Việt và nó được thanh toán ngay lập tức, kỳ nếu là khớp lệnh thôi là tiền lập tức nó về tài khoản liền, nó quy đổi rất là nhanh. Tại vì do là nó lấy dữ liệu của sàn của thế giới cho nên các bạn biết rồi, bên bên thế giới nó không phải là chờ 2-3 ngày sau tiền mới về đâu. Đây mua bán khớp lệnh là tiền về liền, không có phải lằng nhằng gì hết. Đây là thị trường minh bạch, rõ ràng ha, và liên thông với các sàn quốc tế. Nó được Bộ Công Thương cấp phép duy nhất ở Việt Nam. Này chúng ta lưu ý là như vậy ha, nó ở Việt Nam chỉ có duy nhất được cái sở giao dịch hàng hóa Việt Nam mà được được giao dịch mua bán hàng hóa thôi. Mua bán hàng hóa phái sinh ấy. Còn các cái sàn khác đều là nó lách luật hay là nó làm gì đó thì không biết ha. Nhưng mà tham gia thì sẽ có những cái rủi ro. À, lưu ý. À, cái cơ hội nữa là nó giao dịch được hai chiều, tăng giảm thì chúng ta đều có thể có lãi nếu chúng ta chọn đúng xu hướng, còn ngược xu hướng thua là đúng rồi, không vấn đề gì cả. Và chúng ta sẽ không tốn phí qua đêm khi mà chúng ta ôm cái vị thế qua đêm. Đấy, với chứng khoán phái sinh thì chúng ta ôm vị thế qua đêm chúng ta đều tốn phí và chúng ta không bị tính lãi vay. À, các bạn lưu ý như vậy. Và chúng ta không phải tất tán vị thế mỗi ngày. Cái này chứng khoán phái sinh thì các bạn thấy là mỗi ngày dù lời dù lỗ thì sàn nó tự quyết toán cho chúng ta. Còn cái này chúng ta không, khi nào chúng ta mở lệnh mà chúng ta chưa đóng lệnh thì nó sẽ không tất toán, thế thôi. Rồi thời gian giao dịch nó dài ngày đó, bởi vì có khi có những hợp đồng 3 tháng rồi nó mới đến hạn đó. Rồi trong một ngày nữa nó giao dịch từ 7 giờ sáng đến 1 giờ đêm chẳng hạn, nó dài hơn. Còn như chứng khoán thì chúng ta thấy là cái thời gian chứng khoán phái sinh chẳng hạn nó chỉ có 1 tháng thôi đó, mà thời gian giao dịch của nó thì cũng bằng với thời gian giao dịch của chứng khoán cơ sở, một ngày có mấy tiếng thôi đó, thì nó hạn chế hơn, nó đa dạng về các mốc thời gian cho chúng ta tham gia. À, và tương lai là cái thị trường này tại Việt Nam sẽ còn phát triển à, bởi vì thế giới thì nó đã có từ lâu đời rồi, ở Việt Nam thì nó mới hơn một năm 14 tháng rồi. Rồi chúng ta lưu ý rất là tiềm năng, khó khăn cũng có nhưng mà tiềm năng cũng rất là nhiều nếu chúng ta biết ha. Và đây là một cái kênh đầu tư với cái số vốn ban đầu thấp à, tầm nói thẳng là 30-50 triệu thôi chúng ta có thể đầu tư rồi à, nhưng mà để an toàn là tôi nói là ít nhất là trên 50 triệu đó, chúng ta có thể mua bán ngay, không bị giới hạn và không tức là sao không bị giới hạn thời gian, là chúng ta thuận tiện cho những người lướt sóng hàng ngày ấy. Nói thẳng có nhiều bạn thì cũng nhắn tin bảo em đánh em lướt sóng kiếm cơm hàng ngày được không, thì thật ra là được, chúng ta mua bán liên tục được mà, nó không phải T2 T3 giống như chứng khoán cơ sở à, thì các bạn lưu ý thêm. Rồi cái cuối cùng thì để các bạn có thể tham gia vào cái nhóm do mình quản lý được á, thì các bạn đăng ký tài khoản. Khi đăng ký tài khoản thì các bạn bắt buộc phải điền cái mã 00352 này, 00353 cũng được, 352 353 gì đó, tại cái mục ID của các bạn, mục ID trong cái mục đăng ký tài khoản ở cái trang này này. Các bạn click vào trang này, các bạn nhập thông tin thì chỗ ID thì các bạn nhập cái ID này vô, cái mã này vô, bà 5 cái số này vô. Đó thì các bạn sẽ được tham gia vào nhóm. À, ở đây là tham gia vào cái nhóm kín để tôi đưa tin tức và tín hiệu vào lệnh hàng ngày trên cái kênh Telegram ha, nhớ là Telegram. Tôi đã lập nhóm Zalo mấy lần rồi nhưng mà nó vẫn cứ loạn và phá hoại trong đó, cho nên tôi đưa hết là kênh Telegram này, các bạn chỉ xem được thôi, các bạn không làm được cái gì hết. Một mình tôi đăng tin lên nó và tất cả mọi người xem à, hoặc là sau này có nhóm thì nhóm sẽ đăng tin lên đó và mọi người xem, chứ còn mọi người không thể bình luận, không thể làm FOMO, không thể làm hại đến anh em được đó. Thì ai muốn tham gia vào cái nhóm này á, cái nhóm này chỉ là đưa tín hiệu thôi, các anh chị lưu ý, chỉ tín hiệu, cho nên ai mà có tiền trong tài khoản, ai muốn giao dịch thì mới vào nha. Các anh chị nhắn cho tôi qua Zalo và hoặc qua Telegram á, nhắn là cái họ tên, cái số tài khoản của anh chị, số tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh á và số tiền các anh chị đang có trong tài khoản, thì tôi sẽ add các anh chị vào nhóm Telegram này. À, còn ông nào cứ bảo cho em vào để em học hỏi, em chưa có tài khoản, có em chưa có tiền tham gia thì thôi, vào nhóm Fay ha, chưa có tiền, chưa còn đang học hỏi thì vào cái nhóm Fay này để mà tham gia bình luận, tham gia trao đổi học hỏi trong đó. Khi nào có tài khoản có tiền thì mới vào Telegram, bởi vì Telegram nó chỉ đưa tín hiệu mua bán thôi, chứ nó đâu có cái gì trong đó đâu mà học. Nhớ là như vậy. Đó thì với cái nhóm Fay này là chúng ta vào đấy chúng ta trao đổi, chúng ta thảo luận, chia sẻ và học hỏi cũng như tìm hiểu về thị trường à, ở cái nhóm Fay này từ bây giờ tôi sẽ nghiêm cấm hành vi ví dụ lôi kéo chia rẽ. Các anh chị nào thấy thành viên nào trong kênh của mình nó lôi kéo nó chia rẽ thì anh chị cứ cảnh báo ha, cảnh báo vi phạm cái quy chế của nhóm á, là tôi sẽ kick ra à, chứ còn đôi khi tôi không thể kiểm soát hết được, rồi đôi khi nó tự động nó lấy link của các anh chị, nó nhắn tin riêng cho các anh chị thì tôi không biết được à, có một số thành phần ví dụ như David rồi Trần Vũ Linh gì vân vân đó, rồi hàng giết gì trong nhóm nó khá nhiều đó. Chúng ta để ý những cái nhóm nó tự động nó vào nó lôi kéo tham gia các cái sàn phái sinh để gì gì đó, thì thôi anh chị nào đi theo thì tôi cũng chịu thôi, đấy là quyền của các anh chị mà, tôi đâu có cấm đâu
Còn cái mà chị đi thì các anh chị tự chịu đựng những cái rủi ro của mình ha, tôi không 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 có chia sẻ cái ý đó. Đó, rồi những cái thành viên mà vô FOMO gây hoang mang tâm lý ha thì tôi cũng sẽ kick ra. Rồi những người mà có cái bình luận thiếu văn hóa tục tĩu, chửi nhau trong đó, tôi cũng sẽ kick ra luôn. Không có giải thích, kick ra là chặn vĩnh viễn không vào nữa đâu. Tôi có cái chức năng đó đó. Chứ không phải là kick ra xong cái lại vào tiếp, xin vào tiếp không có đâu. Rồi, ở đây trong nhóm là chúng ta nhớ là chúng ta tranh luận chứ không có tranh cãi. Các bạn nhớ tranh luận có thể là trái chiều, tôi nói là tranh luận ở đây là có thể là tôi thì nói mua, có ông thì nói bán. Ví dụ vậy chúng ta cùng là chúng ta thảo luận, chúng ta tranh luận với nhau chứ chúng ta không tranh cãi vô đấy mà cãi nhau như là chém chả trong đó là không nên, cũng bị kích luôn. Và không giải thích, không lý do, tôi nói là không giải thích là tại nó nói em mới nói lại, không có cái chuyện đó. Nhớ là như vậy. Có nhiều người bảo nói tại nó chửi em chửi lại, cũng không có luôn, mình chửi lại là mình bằng với người ta rồi. Đó, người ta chửi hay người ta có những hành động gì mà nói rằng là vi phạm này, thiếu văn hóa tục tĩu hay gì đó thì các bạn cứ nhấn vào cảnh báo ha, cảnh báo tôi sẽ kích ra liền. Cứ có ai có cảnh báo là bị kích ra chứ không nói nhiều hết. Đó. Rồi không để các thành viên nhóm khác trà trộn gây rối hoặc là chèo kéo sang các cái sàn đầu tư hàng hóa phái sinh quốc tế ví dụ vậy. Đó, rồi nó chèo kéo sang các sàn khác hoặc là nó gây rối, nó cố tình nó phá, thành viên nào cố tình phá các bạn cứ cảnh báo lên là tôi sẽ kích ra. Tôi nói là bây giờ hiện tại chúng ta để ý trên cái nhóm Facebook và hàng hóa phái sinh này, nó có khoảng tới 1.500 cái tài khoản, 500 người đăng ký tham gia. Đa phần là cũng có những người là cầu tiến, cầu thị, học hỏi, chia sẻ trong đó, nhưng mà đa cũng có một số thành phần là trà trộn vô, chèo kéo rồi gây rối, cố tình phá trong đó. Thì tôi đã kích ra được một số rồi nhưng mà một số vẫn còn. Thì tôi sẽ tiếp tục lọc trong thời gian sắp tới. Và trong thời gian tới cố gắng là tuyển thêm một vài anh chị nữa có kinh nghiệm, có kiến thức, chúng ta cùng tham gia quản trị cái nhóm đó để mà chia sẻ thêm với mọi người ha. Thì tôi đang trong quá trình theo dõi và chọn lọc, thì các anh chị cứ từ từ bình tĩnh nha, không vấn đề gì vội cả đó. Và chúng ta nhớ ha. Rồi các anh chị cũng cũng thắc mắc là cái nhóm Telegram đó hiện tại thì nó có khoảng đâu đó khoảng 300 400, thì như anh chị thắc mắc là sao trong này tới 1.500 mà có thực tế có 400. Tôi nói thực tế là cái số tài khoản đã mở thì nó khoảng 1.000, nhưng mà số tài khoản thực tế mà có tiền giao dịch trong tài khoản chắc khoảng 200 thôi à. Thực sự đấy, cho nên là có nhiều anh chị nói là sao có tới 400 người trong nhóm Telegram thì anh duyệt kiểu gì, nhưng mà thực tế là nếu có tài khoản thì tạm thời tôi vẫn cứ duyệt, hoặc là có những người có ít tiền chưa đủ tiền, hoặc là những lần trước có tiền mà bị lỗ rồi chưa có đủ tiền để bơm vô để tiếp tục vào lệnh á, thì chúng ta vẫn phải duyệt vào đó. Tức là có ví dụ đang 20 triệu không dám đặt lệnh đâu nhưng mà chờ bơm thêm tiền vào, tôi nói ví dụ vậy, thì tôi cũng phải duyệt vào chứ không phải là cứ ai đủ tiền mới cho vô. Nhưng mà từ từ bây giờ thì đi ha, thì ai có tiền nhắn qua tôi check xem đúng số tiền đó không thì tôi mới tham gia, cho tham gia, còn nếu không là thôi. Đó, thì các bạn lưu ý là tài khoản mở thì cũng đã rất nhiều rồi nhưng mà không phải ai cũng đầu tư, không phải ai cũng tham gia, và đôi khi là những thành phần khác nó mở tài khoản để nó lấy cái mã để nó vào thôi. Đấy, tài khoản ảo rất là nhiều. Thì chắc là đến tháng 12 này, bây giờ là tháng 11 rồi, tháng 12 khoảng sau 6 tháng hay sau 5 tháng gì đó, 6 tháng mà chúng ta không có sử dụng tài khoản thì nó sẽ tự xóa thôi, thì nó sẽ kích những cái tài khoản đó ra. Khi mà tôi rà soát lại tôi sẽ kích ra, ở đây thì bình thường. Thì ai muốn tham gia vào nhóm thì click vào đây. Rồi các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì về cái việc ai mà muốn tham gia vào nhóm Telegram á thì chúng ta có thể nhắn tin qua Zalo hoặc Telegram cho tôi theo cái số này ha. Số này bất di bất dịch rồi, xài mười mấy năm rồi. Không bao giờ đổi mà cũng không bao giờ mất, rất là lâu rồi. Đó, rồi các anh chị có thắc mắc gì về việc vào lệnh mua bán này, về mặt hàng mua bán, về lệnh giao dịch, về mở mở tài khoản vân vân thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua Zalo hoặc cả cái Telegram, cái số điện thoại này. Còn các bạn có thắc mắc gì về vấn đề hợp đồng, ký hợp đồng ở đâu, hợp đồng sai, hợp đồng lỗi hay cái gì đó không biết, rồi nạp tiền, rút tiền, rồi tải và cài đặt phần mềm, những cái lỗi mà nó những cái linh tinh liên quan đến mạng thì chúng ta liên hệ với cái bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Gia Cát Lợi theo cái đường link này, link dưới đây nó có chăm sóc khách hàng về rút tiền, về tất cả, nó có nhiều bộ phận đó, nó đều có hết, thì chúng ta vào đây chúng ta hỏi. Còn những cái nào về lệnh mua bán, về mặt hàng mua bán, vào con nào, mua con nào, bán con nào, rồi lệnh chờ nằm ở đâu vân vân đấy, mấy cái đấy thì các bạn thể hỏi mình được. Rồi mở tài khoản làm sao, giao dịch làm sao, đặt lệnh làm sao thì hỏi mình đó. Rồi thêm một cái lời kết mà chia sẻ với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn đó là đầu tư vào bất kỳ cái hình thức nào, bất kỳ cái kênh nào, bất kỳ cái thị trường nào, nó đều có rủi ro chứ không phải là thắng 100%. Cho nên chúng ta nên cân nhắc và chúng ta tìm hiểu thật kỹ. Cái quan trọng nhất là tôi nói là để tránh bị lừa đảo thôi. Thực sự là đôi khi chúng ta đầu tư vào một kênh nào đó chúng ta bị thua. Thua là do chúng ta thiếu kiến thức, thua là do chúng ta đánh sai xu hướng, thua là do chúng ta nói thẳng là không giỏi bằng người ta thì chúng ta thua. Chứ còn đừng để bị người ta lừa mà mất tiền, tôi nói lừa mất tiền nó đau gấp tỷ lần là đầu tư mà thua. Đầu tư thua chúng ta còn được một cái bài học, nhưng mà bị lừa mất tiền thì nó a cay lắm, tôi nói thẳng là đau lắm. Các bạn nhớ là rất nhiều người bị lừa rồi, cho nên là các bạn nhớ là như vậy. Anh chị lưu ý đừng để mình bị lừa, thế thôi.
và chúng ta nên chịu khó tìm tòi học hỏi qua các clip, qua các cái hình thức khác để chúng ta hiểu và có kiến thức về bất kỳ một cái thị trường nào trước khi chúng ta xuống tiền đầu tư. Đó thì đó là những ý mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Có thể là nó 50 phút cũng khá dài, hướng dẫn cũng khá là chi tiết. Thì đó, hy vọng là chúng ta theo dõi được cái video này thôi là chúng ta có thể là tự tin chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư được. Đó, thì đây các bạn thấy là đây là cái nhóm Facebook ha. Đây là cái kênh YouTube của tôi, các bạn có thể vào cái phần danh sách phát này này. Đó, vào phần xem toàn bộ danh sách của Hàng Hóa Phái Sinh. Nó có các clip ở đây. Đó, chúng ta lưu ý. Ở đây là cái website của Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam. Nếu chúng ta vào đây, chúng ta đọc ha, chúng ta xem nó có khá nhiều. Đó. Chúng ta chỉ cần nhập mxv.com.vn thôi, về đây nó rất nhiều thứ trong này chúng ta xem. Tiếp theo là cái website của Gia Cát Lợi ha, để chúng ta vô tất tần tật mọi thứ chúng ta sẽ liên quan với chúng ta ở trong này nhiều hơn. Đó, mở tài khoản thì click vào đây, tải phần mềm click vào đây. Đó. Rồi muốn xem bất kỳ thứ gì chúng ta vào cái trung tâm cho khách hàng này, hướng dẫn rút tiền này, hướng dẫn sử dụng phần mềm này, hợp đồng mở tài khoản này, hướng dẫn giao dịch này, cách nạp tiền này, hướng dẫn cài đặt phần mềm này, cách sử dụng phần mềm này, giá và thời gian giao dịch này. Đó, chúng ta vô đây chúng ta tải hết này. Có nhiều bạn hỏi em không biết giá và thời gian giao dịch ở đâu, click vào đây, đúng không? Đặt tả sản phẩm này, ký quỹ này, đó, lịch nghỉ giao dịch này, vân vân. Thì chúng ta vô đây là nó có hết rồi. Nhiều bạn cứ thắc mắc là cứ gọi điện hỏi liên lịa hết, nhưng mà thực tế là nên một cái website nhưng mà tôi chẳng xem cái gì trong đấy mà đầy thứ trong này. Rồi muốn kiến thức đầu tư thì vào đây. À, rồi thị trường hàng hóa, phân tích kỹ thuật, giá, bảng giá trực tuyến. À, chúng ta đối với cái website này này, chúng ta cứ kéo xuống giữa này đó, nó có cái bảng giá trực tuyến ở đây này. Có nhiều bạn là không vào phần mềm được á, rồi không vào cái phần phân tích bảng phân tích kỹ thuật được á, thì chúng ta vào đây. Đó, chúng ta vào đây chúng ta xem, xem giá, ví dụ xem giá dầu đậu nó đang là bao nhiêu, ví dụ vậy. À, rồi như vậy thôi, ngắn gọn như vậy rồi. Chào các bạn, chúc các bạn có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và chúc cho mọi người ai cũng có thể là đầu tư được sau khi xem những video clip và những chia sẻ của tôi, để chúng ta tham gia vào một cái thị trường khá là mới mẻ và tôi nói là rất tiềm năng trong thời gian sắp tới. Xin chào anh chị và các bạn.